chị, xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại đoạn đường Hoàng Hoa Thám. Em sẽ chia sẻ một số tình hình về khu vực chợ Hoàng Hoa Thám và sẽ ra đoạn đường Cộng Hòa cho đến cầu vượt. Sẽ chia sẻ một số tình hình cho cô chú anh chị mình tham quan qua màn hình ống kính về bà con kinh doanh như thế nào trên tuyến đường này. Sáng thì 9:30 em cũng xin chúc cô chú anh chị mình thật sự sức khỏe và thành công nhiều trong công việc. Trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám thì bà con kinh doanh rất là nhiều anh chị. Tại những khu vực bên đây thì lem lõi gần khu vực chợ, kinh doanh rất là nhiều các sản phẩm và sản phẩm thức ăn và những cái gọi là đồ thời trang anh chị. Đa số thì trên đây nhiều đồ trang sĩ lẻ như đồ có là gọi là đồ si anh chị ha. Đồ nhập khẩu về các kiện đường đi đường tàu cũng có anh chị. Đa số thì đồ kiện về các mẫu mã mặt hàng như châu Âu về khu vực đoạn Hoàng Hoa Thám này. Nhiều bao kiện các loại như nước 1, nước 2, nước 3 để kinh doanh tùy theo loại giá cho bà con mình có thể là mua lẻ để bán lại vẫn có, và có thể là mua mà trực tiếp vẫn có bên đoạn đường bên đây. Em sẽ di chuyển ở đoạn đường đầu bên kia hoặc vành lợi đoạn đường này cho cô chú anh chị mình cập nhật qua một hình ống kính ha. Đi về khu vực đoạn trường Hoàng Hoa Thám thì bà con mình vẫn thấy là bên ngoài thì vẫn bãi dưới xe cũng rất là đông đúc anh chị. Bãi dưới xe này giữ xe các tiểu thương trong khu vực chợ. Thì ngôi chợ Hoàng Hoa Thám thì cũng không xa lạ đối với bà con ở nhiều quận huyện Tân Bình. Xưa thì anh nên nằm ra rất là nhiều trên tuyến đường khu vực chợ Hoàng Hoa Thám này anh chị. Thì mỗi năm nay thì gọi là hơi bị chậm lặng đi rất là nhiều sau thời điểm dịch. Sau thời điểm dịch thì kinh doanh của bà con nó hơi bị vắng đi rất là nhiều. Đây anh chị vẫn thấy ha. Bên đây thì bán nhiều mẫu mã mặt hàng lạp vô nè, rồi thực phẩm thức ăn trong khu vực chợ. Thời điểm này chỉ có là 9 giờ mấy anh chị, mà bây giờ khách nó hơi bị vắng đi. Số lượng khách cái quán thì anh chị vẫn thấy rồi. Buôn bán của mình bà con thì 10 sạp thì nó có thể là bán được 1-2 sạp. Còn những sạp kia thì đang chờ số lượng khách hàng để đến mua hoặc là đang sử dụng lỗ. Bên trong mặt hàng kinh doanh chợ năm nay cũng đa dạng anh chị ha. Chị em thấy là về thịt gà, thịt heo và mấy cái loại mà dịch luôn nè, đầy vậy luôn. À, quay hả? Cái camera luôn. Về đây thì bà con mình cũng vẫn thấy là các anh chị mà kéo xe đi mua bán bên ngoài anh chị cũng rất là khó khăn. Vô đoạn đường mà nó bị chật như vậy nè, cũng phải kéo vô buôn bán mà nó bị gọi là nó bị tắc nghẽn anh chị. So với một năm trước thì không có được kéo xe mà buôn bán ở trong bên đây, tại vì nó đông. Còn bây giờ thì nó kéo thường xuyên vào bên lúc này luôn mà cũng bán cũng chưa được. Chợ mà anh chị thấy vắng như vậy nè, tình hình trong chợ mà nó vắng ế như vậy nè anh chị. Thấy thảm thương cho bà con mình hiện nay mà kinh doanh mua bán các mặt hàng, đủ loại mặt hàng chất đóng như thế này, rồi đầy giải những mặt hàng kinh doanh của bà con mình đa dạng. Về thực phẩm thức ăn rồi về thời trang rồi giày dép rồi rất là nhiều luôn anh chị. Vẫn thấy là số lượng khách hàng đi mua nó hơi bị bắn so với mọi năm luôn. Cũng có lẽ là năm 2023 mọi người gồng đổ nhiều quá rồi không có tiền sinh ra cuộc sống để buôn bán, rồi không có trang trải nhiều, rồi không dám xài những cái đồng tiền nhiều. Bây giờ bắt đầu hạn hẹp với đồng tiền. Bây giờ người ta cần thiết người ta mới sử dụng, người ta mua anh chị. Hồi xưa thì không cần thiết sử dụng á, người ta cũng vẫn mua. Thấy đẹp người ta mua, người ta để đó, nó có thể là người ta bận sao rồi người ta sử dụng sao. Còn bây giờ thì cần thiết mới mua anh chị ha. Đây bên khu vực chợ đồ si mà đồ sỉ nè anh chị, bà con mà vẫn thấy ha, lẻ cũng vẫn có bán luôn. Ai muốn mua sỉ thì người ta sẽ bán sỉ, muốn lẻ thì người ta sẽ cho mình những cái mặt hàng lẻ để mình lựa chọn. Mặt hàng lẻ lựa chọn thì bà con cũng vẫn thấy rồi, nhiều mẫu mã mặt hàng luôn, mới có, cũ có. Mà số lượng khách hàng á,
anh chị thấy là nó hơi bị vắng đi. Mặt hàng treo lơ lửng rất là nhiều, rồi các mặt hàng như bên đây là nội thất gia đình. Nội thất gia đình thì bà con mình cũng vẫn thấy đa dạng mọi mặt hàng luôn. Về đây trong lòng chợ, lòng sạp thì nó hơi bị vắng đi. Lòng chợ, lòng sạp thì kinh doanh của bà con thì nó hơi bị chậm anh chị. So với mỗi năm thì bây giờ nó hơi bị vắng đi rất là nhiều bên trong lòng sạp, lòng chợ đây. Cho nên bà con có nhiều cái chiều hướng mà cũng đang gồng lỗ để mua bán như thế này. Tại hồi xưa giờ ta bán đây lại quen rồi, giờ ta buôn ra cũng không biết buôn bán gì. Cũng nhiều người đổ nợ, giờ cũng nhiều người mượn vay vốn anh chị bà con, hoặc là vay vốn dân hồ cũng có. Đây cũng cho mướn cho thuê những cái chỗ mặt bằng ấy, thì cũng chưa thấy ai mà thuê. Hồi xưa thì mấy chỗ này thì không còn chỗ nào để ngồi đâu anh chị, nó chen ngẹt luôn á. Ai cũng tranh giành nhau mà một cái vị trí mà để mua bán có đồng tiền lợi nhuận. Còn bây giờ thì không thấy như thế nào á. Bây giờ thì dư chỗ là nhiều luôn, cũng chưa thấy bà con mình vào đậu vào để ngồi để mua bán. Bên đây cũng nhiều cửa hàng đóng cửa anh chị ha, cũng có nhiều cửa hàng bên đây đóng cửa, còn nhiều cửa hàng buôn bán vắng tanh như thế này. Thì em cũng đã di chuyển giáp vòng ở bên ngoài khu vực đoạn Hoàng Hoa Thám trong chợ. Thì bên trong chợ thì chị thấy là bên khu vực ngoài nó hơi bị vắng rồi, nhưng bên trong chợ thì còn vắng hơi thảm hơn nữa anh chị. Đa số thì người ta mua khu vực ngoài chợ rất là nhiều. Giờ mua bên trong chợ thì mua sao, nhưng mà bên ngoài chợ thì anh chị đã thấy qua ngoài đóng kín rồi, vắng hơi thảm như vậy. Thì bà con mình nó sự gồng lỗ năm 2024 nay cũng chưa thấy gọi là có tiến triển khởi sắc nhiều. Về bên ngoài khu vực bên ngoài Hoàng Hóa Thám, bên đoạn đường phố như thế này anh chị, kinh doanh rất là nhiều luôn, bà con mình vẫn thấy ha. Về kinh doanh thì muốn tay văn phòng hay là mua bán rất là nhiều luôn. Giờ bên đây cũng để là cho thuê nhà nguyên căn anh chị. Chiều hướng cho thuê thì nhiều mặt hàng bên đây thì cũng đang có gọi là cho thuê, cũng chưa thấy gọi là tiến triển nhiều. Trước bên khu vực gần sân bay này người ta kinh doanh mua bán rất là sung túc bên gì. Cái gì cũng gọi là đông đúc, cái gì cũng đầy đủ hết. Bây giờ thì cũng chịu hướng cho thuê thì trả nhà thì cũng vẫn có. Rồi bán nhà thì cũng vẫn có nữa. Đây là cho thuê nhà nguyên căn nữa đây anh chị. Mà con mà vẫn thấy ha. Trước tới đây thì cũng vẫn cho thuê nữa nè. Cho thuê và liên tục luôn. Chắc nhìn những cửa hàng này kinh doanh hồi năm 2023 cũng dán gồng lộ dữ lắm anh chị. Mới qua năm nay thì dán bản nó cho thuê. Mọi sự gồng lỗ của bà con thì anh chị cũng đã thấy qua một ngày đúng kính rồi. Mua bán không được, tiền mặt bằng thì phải trang trải. Rồi tiền nhân viên, rồi tiền sinh nhai cuộc sống bằng ngày, tiền thuế. Nói chung là tất cả các loại tiền luôn. Mà nhiều khi không có phải quay mượn để đóng để kinh doanh. Bây giờ thì cho thuê lại, trả không bằng lại để kiếm vị trí khác mà kinh doanh. Đây hồi xưa bên đây thì bán về loại cái loại thịt luôn anh chị. Bây giờ đã để là bán hoặc cho thuê. Đây là có chiều hướng là bán nhà ha. Một căn nhà thì 2-3 lầu, 3 lầu đang kêu bán. Tiếp tới đây thì bán các loại ghế massage luôn anh chị. Rồi bán các loại ghế như đạp rồi nè, thể thao nè. Bây giờ cũng một vị trí rất là đẹp luôn, vị trí góc ha. Giờ thì cũng để là cho thuê nhà bằng căn, trả mặt bằng cả nhà. Bà con mình vẫn thấy nè. Một vị trí căn góc như thế này thì nói chung là cũng đẹp anh chị. Bây giờ thì kinh doanh gồng lỗ không nổi, giờ nó trả nhà luôn. Đoạn này thì giao lộ với đoạn đường Cộng Hòa anh chị ha. Em sẽ di chuyển đoạn đường Cộng Hòa ra đến cầu vượt trên. Chú anh chị mình tìm hiểu thêm về khu vực này kinh doanh như thế nào của bà con gần sân bay.
Về tuyến đường cầu vượt ngay đoạn đường Hoàng Hóa Thám này, anh chị cũng thấy là kinh doanh rất là nhiều mặt hàng luôn, và những công ty rất là lớn. Bên đây thì cũng có trường tiểu học đó nè anh chị. Rồi sắp tới thì cho thuê nhà nguyên căn đây, anh chị cũng thấy. Đây là xưa thì cũng bán về những nội thất gia đình, bây giờ để cho thuê nhà nguyên căn. Bề ngang thì 6m, dài 28m rồi nha, 168m, cho thuê nhà nguyên căn 153 đường Cộng Hòa. Bên đây về những tòa nhà công ty văn phòng, tòa nhà rất là lớn, rất là động thoáng ở trên tuyến đường này. Năm nay nhiều công ty trên đây đóng cửa lắm anh chị, người ta làm ăn khó khăn ta đóng cửa. Đây bà con mình vẫn thấy nè, cho thuê số 127 Cộng Hòa, hiện tại thì cũng đang dán bảng là cho thuê nguyên căn. Xưa thì cũng là một công ty, hiện tại rất nhiều công ty trên đây anh chị đang có chuyện hướng mà năm rồi thì thiếu những ngân hàng hay là kinh doanh không được, bây giờ đóng cửa cho thuê trả mặt bằng. Về những khu vực này là lớp tê mát anh chị ha, rất là nhiều chuỗi cửa hàng như là Sắc Hoa trong đây, những khu vực mua bán kinh doanh trong đây rất là nhiều. Đa số những chuỗi cà phê Highland nằm bên ngoài ở khu vực của trên đường Cộng Hòa này. Quán cà phê thì đa số thì nằm lộ ra ngoài rất là nhiều anh chị, để cho có một cái mặt bằng lớn rộng mà để dễ kinh doanh. Các thương hiệu Highland thì rất là dài ở trên Sài Gòn, những vị trí rất là đẹp. Về đây thì khu vực tòa nhà và siêu thị rất là nhiều. Nhiều các công ty bên đây thì cho thuê lại, những công ty chính văn phòng cũng cắt giảm rất là nhiều, cũng có thể một số tình hình để là cho thuê mặt bằng văn phòng, công ty văn phòng trên đây. Cửa hàng bên đây anh chị vẫn thấy là số lượng khách hàng cũng ít đi, thưa đi anh chị. Về bán đồ nhập khẩu bên đây cũng nhiều. Rất là nhiều bà con mà đầu tư những cái gọi là công ty về đây, trước thì làm việc rất là ok, bây giờ thì nó rất là sa sút rất là nhiều luôn. Bên đây cũng để là cho thuê nhà nguyên căn nha anh chị. 55 số Cộng Hòa cho thuê nhà nguyên căn. Đa số về tình hình khu vực bên đây xe kẹt xe rất là nhiều, xe rất là đông. Xe đông không có theo giờ giấc anh chị, nó vô chừng lắm. Mà lúc đó đông lúc vắng, lúc đông lúc vắng vậy đó, chứ không phải là lúc mà đông nào cũng đông hay là lúc nào cũng vắng. Mà đa số thì gọi là đông nhiều hơn. Về điểm này thì là khu vực Vincom anh chị ha. Vincom của Cộng Hòa đây, nằm vị trí trên đường Cộng Hòa. Tiếp tới thì đã ra đến cầu vượt. Em cũng đã cập nhật một số tình hình của khu vực
đường Hoàng Hoa Thám ra đầu đường Cộng Hòa cho bà con mình cập nhật qua màn hình ống kính. Em cảm ơn cô chú anh chị mình đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.